thì cái kênh này sẽ kiếm được là 9.379.400.000. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel Hôm Nay Xem Gì của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một kênh Phạm Dũng. Và kênh này chuyên về ẩm thực và chia sẻ những khám phá độc đáo. Và đây là những video trên kênh. Và khi chúng ta xem những nội dung trên kênh thì chúng ta sẽ thấy những cái video trên kênh được quay khá là sắc nét, với độ phân giải rất là cao, âm thanh rõ ràng, trung thực. Đây là nội dung trên kênh. Và trung bình thì chúng ta sẽ thấy là mức độ đăng video của cái kênh này là một ngày một video nhé. Các anh chị các bạn nhìn thấy là một ngày một video rất là đều đặn. Và tất cả các những cái video trên kênh đều không có thumbnail, chưa có thu hút khán giả lắm. Nếu muốn thu hút khán giả hơn thì kênh này cần có những cái thumbnail đẹp để thu hút khán giả hơn. Mình nhìn chung thì những cái video trên kênh khá là dài. Cái video dài này dễ gây ra sự nhàm chán cho khán giả khi xem. Kênh Phạm Dũng này thì là một kênh khá là lớn. Số người đăng ký là 1.190.000 người đăng ký. Và số video đăng trên kênh cũng khá là nhiều, đó là 1.800 video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần mô tả của kênh, coi Phạm Dũng mô tả kênh này như thế nào nha các chị bạn. Trước khi vào phần mô tả thì chúng ta sẽ thấy phần banner kênh được thiết kế khá là đơn giản. Và đây phần mô tả của cái kênh Phạm Dũng. Thì xin chào các bạn đến với kênh Phạm Dũng. Đây là kênh YouTube của mình chính thức thực hiện vào năm 2018, với mong muốn chia sẻ những điều độc lạ mà mình khám phá trong hành trình đi qua. Rất may mắn là được các bạn ủng hộ nhiều và càng ngày càng phát triển. Đến thời điểm hiện tại, ngoài những video độc lạ thì kênh của mình phần lớn chia sẻ về ẩm thực Sài Gòn và giới thiệu với các bạn những điểm ăn uống ngon và lành. Hy vọng sẽ luôn được các bạn tin tưởng và đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Kênh được đặt tại địa điểm là Việt Nam và kênh được liên kết với Facebook của chủ kênh. Theo thống kê của YouTube thì kênh này tham gia vào ngày 5 tháng 1 năm 2015, cách đây là 8 năm. Số lượng view trên kênh đó là 676.218.158 lượt xem. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần video của kênh. Thì phần video của kênh chúng ta sẽ thấy gần đây thì kênh cùng kết hợp với kênh Sapa TV đi xuyên Việt để chia sẻ những món ăn ẩm thực của các vùng miền. Đây là những cái video gần đây đi cùng với Sapa TV. Bây giờ chúng ta sẽ quay qua cái phần social plan, xem coi cái phần social plan đánh giá cái kênh Phạm Dũng này đạt loại nào, và hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng và hàng năm trung bình kênh này kiếm được bao nhiêu nha các chị các bạn. Thì theo đánh giá của Social Blend thì chúng ta sẽ thấy những nội dung cần chú ý ở đây, đó là số video upload trên kênh là 1.866 video và số lượng người đăng ký là 1.190.000 người. Số lượng view trên tổng video trên kênh đó là 675.856.786 view, và kênh được đặt tại quốc gia Việt Nam. Kênh này thì dành cho tất cả mọi người, và kênh được thành lập vào ngày 5 tháng 1 năm 2015, cách đây 1 tháng. Thì chúng ta sẽ thấy được là có thêm 20.000 người đăng ký, tăng tỷ lệ tăng là 100%, và cách đây 1 tháng thì có là 15.992.000 lượt xem và giảm đi là 1,2%. Số lượng người đăng ký trong vòng một tuần lễ nay là 10.000 người đăng ký, và số lượng view trong một tuần lễ nay thì tăng đột biến, đó là 6.138.039 view trên tổng video trên kênh. Số lượng tăng rất là đột biến khi có tour xuyên Việt với Sapa TV. Trung bình hàng tháng kênh này kiếm được từ 4.000 cho đến 64.000 đô. Hàng năm thì kênh này kiếm được từ 48.000 cho đến 767.600 đô, rất là nhiều các anh chị bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống phần social plan, coi xem phần social plan đánh giá hàng tuần, hàng ngày trung bình kiếm được bao nhiêu ở cái kênh này nhé các chị bạn. Trung bình hàng ngày thì kênh này sẽ kiếm được là 133 đô cho đến 2.100 đô, và trung bình hàng tuần thì kênh này sẽ kiếm được từ 933 đô cho đến 14.900 đô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quy ra tiền Việt, coi hàng tháng trung bình kênh này kiếm được bao nhiêu tiền Việt hả các chị bạn. Thì chúng ta sẽ lấy là 4.000, chúng ta sẽ cộng là 64.000, chúng ta bằng 10.400 đô, chúng ta sẽ chia cho 2 thì ra mức độ trung bình hàng tháng kiếm được đó là 5.200 đô.
thì chúng ta sẽ quy ra tiền Việt là chúng ta lấy mức trung bình 1 đô là 23.000, thì chúng ta sẽ nhân cho 23.000. 23.000 thì kênh này một tháng sẽ kiếm được là 119.600.000. Số tiền này rất là nhiều, có thể nhiều hơn hoặc có thể ít hơn dựa vào chất lượng quảng cáo và trừ đi các chi phí làm video và các chi phí thuế khác các anh chị các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tính xem trung bình hàng năm kênh này sẽ kiếm được bao nhiêu và được quy ra tiền Việt là bao nhiêu nhé các anh chị các bạn. Thì chúng ta sẽ lấy 48.000, chúng ta sẽ cộng cho 767.600 đô, 767.600 đô, được là 815.600 đô, và chúng ta sẽ chia cho 2 để ra mức trung bình hàng năm. Vậy trung bình hàng năm thì kênh này sẽ kiếm được là 407.800 đô, và chúng ta sẽ ghi ra tiền Việt với 1 đô trung bình là 23.000, chúng ta cũng sẽ nhân cho 23.000. Thì cái kênh này sẽ kiếm được là 9.379.400.000, và số tiền này rất là nhiều, và kênh này có thể kiếm nhiều hơn hoặc có thể ít hơn dựa vào chất lượng quảng cáo và trừ đi các chi phí làm video và các chi phí đóng thuế khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại cái phần kênh Phạm Dũng, chúng ta xem coi video phổ biến nhất sẽ đạt là bao nhiêu view, mức độ tương tác của khán giả trên kênh này như thế nào nha các anh chị bạn. Video phổ biến nhất trên kênh này sẽ đạt là 27 triệu lượt xem cách đây 4 năm, những video rất là nhiều video triệu view được trên kênh này nha các anh chị, và đặc biệt là video đạt 27 triệu view đó là uống cà phê trong bể nước hàng nghìn con cá chép Nhật ở Sài Gòn, đó là cái tiêu đề của video đạt 27 triệu view. Và bây giờ chúng ta xem thử cái mức độ tương tác của khán giả trên cái video triệu view này như thế nào nha các anh chị bạn. Mức độ tương tác của khán giả trên cái video triệu view này thì đó là có 7.689 lượt bình luận, và khán giả tương tác khá là tốt trên cái video triệu view này, chứng tỏ cái kênh này tương tác với khán giả rất là tốt các anh chị bạn. Nếu các anh chị các bạn thích những video chia sẻ về ẩm thực các vùng miền và cả những cái khám phá độc lạ thì các anh chị có thể đăng ký kênh Phạm Dũng để ủng hộ bạn này nhé các anh chị các bạn. Và đặc biệt các anh chị các bạn muốn mình review những kênh nào thì các anh chị các bạn hãy cho mình một comment bên dưới, và đặc biệt cho mình một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình có động lực chia sẻ tiếp theo ha các anh chị. Cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều.